Housing. Rồi đi ba à. Housing người mẫu không phải đi vũ trường. Không phải đi vũ trường. Kiểu nhiều khi em cũng rất là điên, rất là cá tính mạnh mẽ. Cá tính như thế nào? Từ đầu đến bây giờ chỉ có một biểu cảm duy nhất như thế thì biểu cảm sao? Có đang lãng phí chiều cao của mình không? Anh im đi, em không muốn anh chị nói như thế. Cho mời thí sinh tiếp theo. Ồ, màu đen luôn. Xin chào tất cả ban giám khảo, em tên là Cao Thị Hạnh. Năm nay 19 tuổi. Sao không chùi cái môi đi? Hồi trước thì tóc em kiểu dài dài như đây. Nhưng mà em đã thay đổi kiểu tóc nó cho mình kiểu khác lạ hơn. Trước mạnh mẽ hơn. Anh không thấy sự mạnh mẽ. Thế nên em mới tham gia chương trình này để... Anh không thích nghe lời nói. Anh thích nhìn các bạn trẻ thể hiện. Em thể hiện đi. Music. Biểu cảm điên loạn lên xem nào. Rồi đi ba à. Housing. Đố em mời được chị ấy xuống nhảy với em. Người mẫu không phải đi vũ trường. Không phải đi vũ trường. Không phải đi vũ trường. Mà cái gì vậy? Phải có thời trang không đó? Cái mà có kêu điên à? Em cho anh thấy sự quyết liệt của em qua cách nói chuyện. Em tham gia chương trình này để có thể trở thành người mẫu. Tiếng nói của em đây à? Nhạt nhòa. Anh không nhìn thấy cách thể hiện của em. Từ ánh mắt cho tới ngôn ngữ cơ thể, anh không nhìn thấy điều đó. Em đến đây để muốn trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, cũng như muốn trở thành một Việt Nam, một next top model trong tương lai. Next top model trong tương lai như thế nào? Em đem gì đến đây ngoài cái hình ảnh mờ nhạt của em? Kiểu nhiều khi em cũng rất là điên, rất là cá tính mạnh mẽ. Cá tính như thế nào? Là một người có nhiều biểu cảm. Biểu cảm sao? Từ đầu đến bây giờ chỉ có một biểu cảm duy nhất như thế thì biểu cảm sao? Có đang lãng phí chiều cao của mình không? Anh im đi. Vì tôi có khả năng có thể trở thành một người mẫu. Em không quyết liệt làm sao em đi đến đây? Em đi kiểu gì? Em lết đến đây à? Em không muốn anh chị nói như thế. Em có vóc dáng, có khuôn mặt, em vẫn sẽ nhìn thẳng. Em không quan tâm mọi người xung quanh nói gì. Mặc kệ mọi người. Em sẽ không khóc. Cho nên là em đứng em nói, em cứ dưng. Cái thái độ như van xin ai đấy một cái gì ấy, nhìn nó rất là khó chịu. Chính vì thế mà em cũng muốn đến đây để có thể thay đổi mình, cũng như là không còn kiểu hiền lành như trước. Muốn là chính con người của mình. Sau tất cả những cái gì chúng tôi cố gắng đưa đẩy em thì ít ra nó cũng có một cái ánh sáng len lói. Anh thì anh tin là bạn này sẽ có sự thay đổi. Thật ra này, bạn đã có thay đổi từ lúc này, ngay từ lúc vừa bước ra vào gặp mình. Tuy nhiên, em cần nhiều hơn nữa. Nổi loạn ở đây không phải là em làm những việc điên rồ trong cuộc sống mình, mà làm những việc điên rồ trong công việc, trong đam mê của mình để thỏa mãn nó, để ra được những cái sắc hình đặc biệt nhất. Thả mình ra khỏi cái vòng an toàn đi thì mới có cơ hội tỏa sáng. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn em rất nhiều.